Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh TDT Vlog. Thì đầu tiên xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người có một sức khỏe thật tốt và có một buổi xem video thật là thú vị. Thì các bạn đừng quên like đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Và bên mình cũng có mua bán trao đổi tất cả các loại phụ kiện linh kiện đàn và đàn organ, dạy học đấy và dạy đàn tạo nhạc công. Thì anh em có nhu cầu liên hệ thì qua số điện thoại trên video. Thì trong bài học hôm nay thì nhu cầu của mọi người thì em sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người đệm hát bài Ngoại ô buồn. Đấy. Thì cái bài này cũng đơn giản thôi. Thì ví dụ có thể cái bài này có thể các bạn sẽ áp dụng qua cái câu, những cái câu lót của cái bài này các bạn có thể áp dụng qua nhiều bài khác. Cái kiểu nó cái tương tự nó, cái sườn nó như thế thì các bạn có thể áp dụng được qua nhiều bài. Đấy, rất là nhiều bài luôn nhá. Ok ạ. Thì bây giờ em sẽ làm mẫu qua. Thì cái bài Ngoại ô buồn này các bạn sẽ đánh là nam hát là đô thứ nhá. Nam hát đô thứ. Đấy, đô thứ thì nhưng mà em đã chăn bót rồi, em đã chăn bót cộng 3, em đánh la thứ thì em cộng 3 lên đánh đô thứ. Còn các bạn là đánh rê thứ các bạn trừ 2 xuống đánh rê nhá. Đấy. Rồi, thì bây giờ em sẽ làm mẫu qua. Và sau đó chúng ta sẽ học trực tiếp. Thì bài này em cũng chưa có thuộc lời lắm nên là các bạn cũng thông cảm. Các bạn cũng thông cảm nhé. Rồi bây giờ em sẽ làm mẫu qua một lần. Thank you.
Đấy, thì vừa rồi thì em đã làm mẫu qua một lần đệm, thì nói chung là đây là em đã phải in lời ra để chúng ta nhìn cho nó rõ, tại vì không có thuộc lời, giai điệu còn mới nghe vài lần nên là cũng chưa, nói chung là cũng tạm ổn. Đấy, thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ học từng câu một cách đệm hát của bài này nhé. Đấy, nếu mà intro các bạn chưa học, chưa đánh được thì có thể sẽ các bạn cứ comment bên dưới video thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Đấy, thì cái bài này đệm thì quãng những cái câu lót này các bạn có thể áp dụng cho nhiều bài nữa như lúc đầu mình đã nói. Thì cái bài này các bạn sẽ lấy điệu là rumba thôi, tempo tầm khoảng 80 nhé. Ok ạ, 79 80 81 gì đó cũng được. Thì đầu tiên, câu đầu tiên nó sẽ là câu đầu tiên sẽ là từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô thấy lòng thương vô bờ. Thì thấy lòng, thì cái câu đầu tiên này ví dụ như là đánh intro xong rồi thì các bạn sẽ đánh là cái câu thấy lòng thương vô bờ, các bạn đánh chỉ câu cuối cùng là có nghĩa là hát xong hết câu này rồi, các bạn đánh lại một câu cuối cùng đó là thấy lòng thương vô bờ, đánh lại cái câu này cho mình nhá. Đó, ví dụ thấy lòng thương vô bờ thì các bạn sẽ đánh là đó, đánh lại cái câu thấy lòng thương bờ cho mình nhá. Ví dụ từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô thấy lòng thương. Đó, ok, được chưa? Đó là câu cái câu đầu tiên nhá. Tiếp theo, cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Thì cái câu này các bạn sẽ đánh lót hai lần cho mình. Ví dụ như là cũng còn đường này đây là bỏ này, đánh cái câu cũng mái nhà này đây là đánh cái câu cũng mái nhà này đây cho mình này. Đó, tiếp lại bỏ còn mang kỷ niệm đây, hát xong con này các bạn lại đánh câu là rồi, câu đầu tiên sẽ là ví dụ như là cũng còn đường này đây là các bạn không đánh nha, tiếp lại là cũng mái nhà này đây các bạn đánh lại câu mình là ví dụ như là cũng còn đường này đây. Đó, cũng mái nhà này đây. Đó, tiếp theo, còn mang kỷ niệm đây, còn mang kỷ niệm đây, các bạn hát xong câu này rồi, người ta hát xong các bạn sẽ đánh câu cho mình là đó sẽ là mi la mi re mi si đô la. Mi la mi la mi re mi si đô la. Nếu các bạn dùng band thì các bạn có thể đẩy ví dụ. Mượn nốt, đó là ví dụ như là re, mi mượn nốt re, si mượn nốt đô ví dụ. Đó, mi đẩy kéo ben xuống, rung. Si thì đẩy lên đô, nửa nửa cung thôi. Đó, có các bạn đánh nguyên nốt sẽ là thì các bạn nốt rê các bạn phải rung cho mình mới che được cái ví dụ như nó sẽ cảm giác nó sẽ bớt thô hơn nhé. Nên đô các bạn đẩy lên rồi thả xuống la, rê rung, đô đẩy lên thả xuống la ha. Đó, mi la mi rê mi si đô la, mi la. Rồi, tiếp theo câu thứ ba. Những trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Thì câu này bỏ hết, đánh cái câu cuối cùng cho mình sẽ là đó sẽ là mi mi là re mi son mi. Tại sao mình đánh nốt la? Tại vì là ra mình kéo xuống son. Đó, ra la mình kéo xuống, kéo ben xuống thành nốt son để rung. Đó, thế là câu chính xác của nó sẽ là lá lá là nha, lá lá là re mi son mi, nhưng mà mình không đánh nốt son, mình chỉ đánh nốt la. Đó, la kéo xuống và rung là đẩy xuống mi.
Đó, ok. Tiếp theo. Xong câu thứ tư rồi, câu thứ ba rồi, câu thứ tư sẽ là tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây. Thì cái đoạn này các bạn sẽ chuyển về tiếng Trường Chinh như mình. Ví dụ như là tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên vườn ngàn mây. Thì các bạn sẽ đệm theo hợp âm của nó. Ví dụ như tôi theo gió ru cây, chim kêu trên vườn ngàn mây, hồn miên man khắc hoài, hồn miên man khắc khoài, chim giữa cung nhạc đêm dài. Thì cái hợp dùng Trường Chinh các bạn chỉ bỏ vào cái hợp âm của nó thôi, rồi xong các bạn hoặc các bạn đánh câu này không đánh cũng được. Và xong cái này các bạn sẽ đánh cái câu này cho mình này. Ví dụ như là tôi nghe gió ru cây, chim kêu trong vườn mây. Đó, như thế đơn giản thôi. Hồn miên man khắc khoải, chìm giữa đêm nhạc, chìm giữa cung nhạc đêm dài. Đó, chỉ cần bỏ âm, chỉ cần đánh bốn nốt thôi là rê này, đô này, mi này, si này, la này, là về la này. Đó, là xong. Các bạn sẽ đánh cái để chất mọi vô điệp khúc, chuẩn bị hết câu này chúng ta sẽ vô điệp khúc. Thì các bạn sẽ đánh vào đêm dài, rê mi si đô la, rê mi si đô la. Xong là những cái câu này là hầu như là hay sử dụng nhất đấy. Rê mi si đô la. Xong các bạn chạy điệp khúc. Thì câu này nó sẽ vô la thứ luôn, nó chạy câu la thứ luôn, vô lá thứ luôn đó. Ok nha, bây giờ lại nha, lại từ đầu nha. Từ tiền tuyến tôi về thập căn nhà, ta ra ta ra ta ta, cũng còn đường này đây, ta ra ta ta. Trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng, tôi nghe ta 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 ta, đồn ta đã khắc hoại, chìm giữa đung nhạc đêm dài. Rê với chị đó là đó. Ok, nó sẽ là như thế nhá. Thì đó là phần A và phần B hai câu, như là như thế. Là chúng ta sẽ ví dụ như là rê mi si đô la chạy la thứ luôn. Nhưng năm xưa anh đi rồi, cái phần điệp khúc các bạn sẽ đánh cho mình thân mình này. Cái câu đầu tiên ví dụ như này, các bạn chỉ dùng tiếng Trường Chinh không như mình thôi nhá, không bài này có thể dùng brass cũng được, không dùng brass cũng được nhá. Dùng tiếng Trường Chinh cũng được nha. Năm xưa anh đi đàn hoa đà 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 đà. Rồi, câu đầu tiên sẽ là năm xưa anh đi từng đêm vàng võ vùng ngoại ô có người mong. Sẽ là hát xong có người mong, dứt câu có người mong, các bạn sẽ đánh cái câu là tại vì cái câu này nó nghỉ, cái câu dứt cái câu này nó nghỉ phách, nó hơi dài ha. Đó, nên là các bạn phải đệm lót một câu vào cho nó chen bớt cái khoảng trống đi. Các bạn cứ để không thì nó sẽ rất là nghỉ dài, rất là trống. Như 2, 3, 4 phách nó rất là trống, rất là khó chịu nhá, rất là khó nghe. Đấy, thì các bạn sẽ đánh lót cái câu là son la, son pha mì cho mình nhá. Năm xưa anh đi từng đêm vang vọng vùng ngoài ô có người hôm đó. Xong son la son pha mì nhá, son la son pha mì. Tiếp theo, hôm nào anh đi quê cũ thương người hy sinh cho non sông. Câu này cũng vậy, hát xong cho non sông thì các bạn sẽ đánh cái câu này cho mình, chạy cái câu này cho mình nhá. Rê mi si đô si đô la nhá, rê mi si đô si đô la.
Rê mi si đô la. Rê mi si đô la nha. Ví dụ như là hôm nào anh đi, hôm nào anh đi quê cũ thương người, niềm hy sinh cho non sông. Đó, xong, đánh trong cái này các bạn sẽ feel để tiếp theo phần điệp khúc 2 nhá. Đấy, thì điệp khúc 2 cũng làm y chang vậy, cái câu đầu tiên cũng làm y chang vậy luôn, là cũng là đó. Rê mi thì son la son fa mi á, cũng vậy luôn. Còn câu cuối cùng nó sẽ kết là khác, là sẽ kết là kết về rê mi si đô la nha. Bây giờ em làm phần làm được khúc 4 câu được khúc nha. Năm xưa anh đi từng đêm vàng bóng vùng ngoài ô có người. Quê cũ quê nghèo mình xa non sông. Hơn 20 năm từng đêm tàn phá đồng. Tôi theo chân anh vài súng lên đường tiến ngang dù dài. Đó, điệp khúc nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì tất cả những âm trong cái đoạn này các bạn phải dùng những chương trình để bỏ vào, ví dụ như là phải lần lựa, phải đi theo nó, rồi cái đoạn nào cần dừng thì ta dừng nhá. Chỉ ví dụ gần tới cái phần cuối cùng các bạn chỉ dừng lại để chúng ta chuẩn bị tay và đủ thời gian để chúng ta chạy ngón thôi, cho nó kịp thôi nhá. Làm lại câu đủ khúc lần đấy nhá. Năm xưa anh đi từng đêm tàn phá ta 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 ta. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người, hy sinh cho non sông. Nước cho non sông ta 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 ta. Tôi theo chân anh để ta 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 để ta 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 rê mi si đô. Lòng đầm với u hoài khi xưa mình thơ đấy với tình yêu đông. Khóm hoa đào đâu ta 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 ta. Sương rơi mênh mang rơi nhiều cũng nhớ cho những người thân. Tôi ta 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 thì tên nhìn đêm. Đấy, một bài hát chúng ta chỉ dùng mấy tiếng một trở trinh và hai tiếng một vào tiếng guitar là chúng ta có thể đệm một bài rất đơn giản và hiệu quả cho những người. Thứ nhất, chúng ta phải làm sao cho người hát người ta dễ vô dễ hát và dễ bắt nhịp với là cái cách đệm hát của mình. Đấy, chúng ta đừng cầu kỳ để làm rối ren cái bài hát lên. Đấy, nếu chúng ta làm cầu kỳ phối nhiều tiếng thì phải gọi thì chúng ta phải làm sao phải là đẳng cấp cho nó nghe, cho nó thật sự là dễ chịu dễ nghe cơ, chứ đừng làm khó chịu quá, người hát sẽ rất là khó hát, khó bắt nhịp với cái cách của mình đệm. Đó, mình cứ làm đơn giản để phải theo người hát là chủ yếu thôi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa để các mọi người cùng xem nhá. Các bạn không nhớ các bạn phải ghi nốt ra để chúng ta học nhá, phải xem video nhiều lần để chúng ta bắt nhịp theo cách đệm nhá. Đấy, thì những cái câu hát lót này chúng ta có thể đệm cho nhiều bài khác nữa, nó kiểu thế này, rất là nhiều bài nhá. Đấy, mình rất là nhiều bài, chúng ta phải biết áp dụng từ bài này qua bài khác nữa. Ok, bây giờ mình sẽ làm lại một mẫu một lần nữa nha. Thank you.
tuyết tai về thăm căn nhà ngoại ô thấy lòng thương vô. Cũng còn đường anh đây còn mang kỷ niệm này, nhưng đêm trăng ngày không còn tha thiết như những mùa trắng. Tôi theo chân hồn kiến an khắp ngoài nhà đàn đại la thứ nhằm xưa đi từng đêm vàng vóc đà 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 có người son la son pha mi. Hôm nay tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông chạy. Tàn phá vùng ngoài có người đâu, tôi theo chân anh vai súng lên đường Việt Nam biết sự sai để xì đô là tiếp để lòng với u hoài ta 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 với tình. Một bài hát chúng ta đệm chỉ có 2 tiếng và nó rất là đơn giản và cũng cho người hát dễ chịu nhá. Ok, đấy thì các bạn cũng đừng quên like đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Và bài học chúng ta hôm nay kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.